Chào các bạn đến với kênh du lịch và khám phá. Hiện tại mình đã có mặt tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số 65 Lý Tự Trọng, quận 1. Các bạn hãy cùng mình tham quan bảo tàng này nha. Bảo tàng nằm trên một khu đất rộng gần 2 hecta, giới hạn bởi các con đường Lý Tự Trọng, Pasteur, Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khởi đầu, tòa nhà bảo tàng được khởi công xây dựng vào năm 1885 và hoàn thành vào năm 1890 theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Alfred Fleury, với mục đích sử dụng làm bảo tàng thương mại để trưng bày sản phẩm Nam Kỳ. Sau năm 1975, tòa nhà tạm thời không dùng cho mục đích cụ thể nào. Ngày 12 tháng 8 năm 1978, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định sử dụng tòa nhà này làm Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 13 tháng 12 năm 1999 thì đổi tên thành Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay. Cái sông ngày xưa. Cái bên này là đèn tín hiệu 360 độ quay trong. Còn đây là bản đồ cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ 20. Đây là các cái đồ này dỡ hàng ngày xưa trên tàu này. Cả Sài Gòn năm 1860. Máy bao bì cả Sài Gòn single. Đây là cái la bàn tàu biển. Đây là con tàu chạy cả Sài Gòn năm 1900. Đây là cái cảng bây giờ và đây là cái tay điều khiển cái tàu lai rắt. Đây là một cái con tàu cảng Sài Gòn năm 2001. Tay lái tàu đấy. Rồi đây là bích bích của neo các bạn. Tài liệu cái tàu ký đi biển này, ký thường xuyên trình. Đây là cái mỏ neo. Đây là các cái đơn vị đông hạt rời à. Đen là 40 lít rồi. 20 lít. Số 3 là được từ 1 lít này. Số 4 là nửa lít này. Số 5 này là đến cái ống bơ đó. Hồ đồng lúa gạo. Cái thẻ thu tô. Dấu đếm nữa. Không hiểu mấy cái này lắm. Sang mua hàng hết chứ. Đây là hình cái Sài Gòn, tuyến Sài Gòn Mỹ Tho năm. Đây là sân bay Tân Sơn Nhất năm 2008 các bạn. Đó. Đây là cầu Thủ Thiêm năm 2008. Đây là cửa khẩu Mộc Bài cùng năm 2008 luôn. Đây là cân đồ thạch cân ngày xưa ạ. Cái nút cốc à. Cần đĩa 5 kg. Đây, cái cân này sản xuất tại Ba Lan các bạn. À, đơn vị cổ tại Việt Nam. Cái thẻ ATM
Tuy nhiên tại cái cắt góc của nó tên gọi thành phố từ năm 68 đến nay. Đây là con ấn nữa bạn. Đây cũng là một con ấn khác. Đây là một cái bức họa thành phố Sài Gòn năm 1881 rồi. Đây là bản đồ địa hình. Đây là địa lý hành chính Sài Gòn. Hơn 9 triệu người các bạn. Đây là ảnh Sài Gòn các bạn. Đây là cái công nghiệp hoặc nông nghiệp thủ công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây là một cái lưu đồng này các bạn, rất là đẹp. Cái chùa Long Hoàng đầu thế kỷ 20. Đây là cái nồi đồng. Đây là cái số 1 là cái lọ hoa. Số 2 là bản cụ thì mình biết rồi. Cái bản cụ khá quen thuộc. Cái đục của tôi. Hai
cây gáo múc luôn. Cuộn đúc từ đồng. Đây là cái chảo nấu sáp rồi nấu đồng. Đúc đồng là khi là mâm đồng. Sàn ở đây là gỗ luôn ạ, từ thời xưa rất là cũ. Như đây là một cái máy dệt đấy bạn, máy dệt là gỗ, bánh răng, kim loại chiếu vào. Cái này mình đi đến đảo Cổ Chi mình cũng thấy được. À đây là các cái sa gô 1925 rồi. Cân phân tích hóa chất các bạn. Hay đồ này xưa. Bình tông rượu, nhà máy rượu là đây, cái kéo là cắt tôm các bạn, kia cái khoan để đinh tàu vít, cái đèn ga sử dụng để thắp sáng trong phân xưởng phun đốc điện này bạn. Đây là sản xuất năm 1950. Số này là búa để dán đinh đóng. Số 7 là bình đựng hóa chất rồi. Đây có hình, có cái phân xưởng. Đây lại là một cái nhà máy điện nữa bạn. Chặt khắc gỗ một cái bên này thì lên chụp lên tượng sư tử bằng gỗ có thể lên lên rất đẹp. Đây là các ví dụ cụ chặt khắc gỗ hồi xưa bạn. Cái đồng đồng cái sản phẩm là kim hoàn. Đây là cái bia cũng đúc rồi bạn. Là xe cứu hỏa sử dụng thế kỷ thứ 14 rồi bạn. Đó sắt rồi. Thank you.
Đây là một cái thuyền độc mộc các bạn, thì ở trong lòng sông Sài Gòn thế kỷ 18 các bạn, niên đại thế kỷ 18. Chi tiết đó từ ngoài xa vào đây. Đây là đường hầm nha bạn. Đây. Đây là cái cửa họ. Khá rất là dài à. Đi lên này. Đây thử xem cái này. Hôm nay rất sáng các bạn. Sâu hết nha. Này là núi cụt vào. Khá là tối quá. Quên đem đèn thì đây là cái ghế bàn của đường hầm 51963 các bạn.